Kính chào quý vị, rất cảm ơn quý vị đã lựa chọn kênh tin tức chuyên biệt của chúng tôi để cập nhật về những tin tức thời sự về an ninh, an toàn, dân sinh, cảnh báo đời sống cùng với những hoạt động của lực lượng chức năng bảo vệ trật tự trị an, phòng ngừa tội phạm trong suốt 24 giờ. Bản tin ngày hôm nay thu trang sẽ có rất nhiều thông tin đáng chú ý gửi đến quý vị. Kính mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Chiều mùng 7 tháng 5, một đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk xác nhận, thời gian gần đây có nhiều thông tin thất thiệt ảnh hưởng lớn đến sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tập thể lãnh đạo tỉnh và uy tín cá nhân. Trước đó ngày 24 tháng 4, ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk làm trưởng đoàn công tác của tỉnh sang Hàn Quốc để công tác. Tuy nhiên, sau khi xuống sân bay tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Phạm Ngọc Nghị đã không tham gia chuyến công tác và giao quyền trưởng đoàn lại cho người khác. Sau vụ việc, dư luận đồn thổi việc lãnh đạo này bị cấm xuất cảnh. Đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk thông tin, thời điểm xuống sân bay Lãnh đạo tỉnh nhận được thông tin người thân trong gia đình bị ốm nặng, do đó đồng chí này phải quay về. Thông tin lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh bị cấm xuất cảnh là thất thiệt. Ngoài ra, dư luận đồn thổi thông tin Ủy ban kiểm tra Trung ương đã vào kiểm tra Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk và Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025. Đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh cũng khẳng định đây hoàn toàn là những thông tin không đúng sự thật. Thiếu tướng Lê Vinh Quy giám đốc công an tỉnh đắk lắc cho rằng gần đây lợi dụng việc cơ quan công an điều tra các vụ án kinh tế xảy ra tại một số tỉnh thành phố trên không gian mạng xuất hiện nhiều thông tin chưa được kiểm chứng làm ảnh hưởng đến uy tín của các cán bộ lãnh đạo tỉnh và mất an ninh chính trị nội bộ giám đốc công an tỉnh đắk lắc đề nghị lãnh đạo các sở ngành cần quán triệt đến cán bộ công chức viên chức nâng cao tinh thần cảnh giác trước những thông tin chưa kiểm chứng thông tin thất thiệt làm ảnh hưởng đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh và mất an ninh chính trị nội bộ trên địa bàn Tranh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình vừa có báo cáo gửi Quốc hội về công tác của các tòa án. Theo đó, tranh án Nguyễn Hòa Bình đánh giá trong 6 tháng đầu năm 2024, các tòa án phải triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng kết quả đạt được trên các mặt công tác cơ bản đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Cũng theo ông Nguyễn Hòa Bình, thời gian tới, để đảm bảo đạt các chỉ tiêu công tác, Tòa án Nhân dân tối cao sẽ tiếp tục chỉ đạo các tòa án tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực đổi mới, sáng tạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp đột phá hiệu quả sát với thực tế nhằm nâng cao hiệu quả các mặt công tác của tòa án. Báo cáo riêng về việc thụ lý, xét xử các vụ án kinh tế tham nhũng, chức vụ, tránh án tòa án nhân dân tối cao thông tin các tòa án đã thụ lý theo thủ tục sơ thẩm với hơn 2.860 vụ, với hơn 6.450 bị cáo. Các tòa án đã xét xử hơn 1.900 vụ với hơn 3.750 bị cáo. Như vậy, so với cùng kỳ năm 2023, các tòa án đã thụ lý tăng 841 vụ với 1.853 bị cáo, xét xử tăng 695 vụ với 1.394 bị cáo. Bên cạnh đó, các tòa án cũng thụ lý theo thủ tục phúc thẩm 695 vụ với 1.337 bị cáo, đã xét xử 305 vụ với 597 bị cáo, đặc biệt đã thụ lý theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm 13 vụ với 16 bị cáo, đã xét xử 4 vụ với 5 bị cáo. Tranh án Nguyễn Hòa Bình cũng cho hay, các vụ án kinh tế tham nhũng, chức vụ mà tòa án đã xét xử chủ yếu phạm các tội về tàng trữ, vận chuyển hàng cấm, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, sản xuất, buôn bán hàng cấm, tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông nói, các tòa án đã áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với người chủ mưu cầm đầu, lợi dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản lớn của nhà nước, chú trọng quyết định tịch thu tài sản do phạm tội mà có áp dụng các biện pháp kê biên tài sản các biện pháp tư pháp và các hình phạt bổ sung theo báo cáo của tranh án tòa án nhân dân tối cao các tòa án đã chủ động làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan thi hành án dân sự trong công tác giải quyết các vụ án đồng thời tham gia phối hợp chặt chẽ ngay từ giai đoạn điều tra hỗ trợ tích cực về mặt pháp luật thu thập chứng cứ tháo gỡ vướng mắc nghiệp vụ để thực hiện tốt công tác xét xử kịp thời thu hồi các tài sản bị chiếm đoạt thất thoát trong vụ án đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Tranh án Nguyễn Hòa Bình cho hay, các tòa án đã tuyên thu hồi tiền, tài sản đối với 69 vụ, với 216 bị cáo trong các vụ án kinh tế, tham nhũng, với số tiền và tài sản trên 1.660 tỷ đồng. Cùng với việc quyết định hình phạt, tòa án cũng tuyên tịch thu xung quỹ nhà nước đối với những khoản tiền nhận hối lộ được hưởng lợi từ việc phạm tội hoặc phải bồi thường, khắc phục hậu quả đối với những khoản tiền bị thất thoát, chiếm đoạt. Ông cũng cho biết thêm, có 59 vụ với 188 bị cáo đã khắc phục hậu quả, nộp lại tài sản đã chiếm đoạt trên 266 tỷ đồng. Người đứng đầu ngành tòa án cũng cho biết, tòa án nhân dân tối cao đã tập trung chỉ đạo các tòa án tổ chức xét xử nghiêm minh, đảm bảo kịp thời, đúng tiến độ, đúng pháp luật đối với các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo các vụ án dư luận xã hội quan tâm. Bên cạnh đó, phối hợp tốt với liên ngành tố tụng ở trung ương chỉ đạo giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình giải quyết các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo như vụ án Việt Á, Tân Hoàng Minh, vụ án chuyến bay giải cứu, vụ án xảy ra tại ngân hàng SCB, công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, vân vân. Ngày 7 tháng 5, ông Tạ Xuân Tránh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định cho biết đã gửi văn bản đến Công an tỉnh Bình Định về việc kiểm tra xác minh nội dung phản ánh liên quan đến việc thu chi tiền của đội bóng ném nữ thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao của tỉnh này. Theo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định, ông Nguyễn Thái Hòa, huấn luyện viên đội bóng ném nữ tỉnh Bình Định vướng vào nhiều tin đồn liên quan đến công tác quản lý, ký hợp đồng với vận động viên, bất minh trong thu chi tài chính của các vận động viên. Theo báo cáo của Sở Văn hóa và Thể thao, việc huấn luyện viên cắt một phần chế độ tiền ăn của vận động viên tham gia các giải đấu để đóng quỹ là không có. Hàng tháng các vận động viên tự nộp vào quỹ đội bóng ném là 500.000 đồng để chi tiêu chung cho hai đội bóng ném nữ Tất cả việc thu chi của đội đều được thủ quỹ vào sổ sách đầy đủ thông qua tài khoản cá nhân của vận động viên Đỗ Thị Kim Yến, vợ của huấn luyện viên Nguyễn Thái Hòa. Qua kiểm tra sổ thu chi thực tế bắt đầu từ năm 2022, quỹ âm hơn 166 triệu đồng, hết năm 2023 còn âm quỹ hơn 89 triệu đồng. Khoản tiền âm quỹ lớn nhất là đợt dịch Covid-19 kéo dài, toàn đội phải ở tập trung và chi nhiều cho các vận động viên mắc Covid-19. Nhiều khoản chi hỗ trợ cá nhân và tiếp khách với số tiền lớn từ 5 triệu đồng trở lên đã vượt quá khoản thu chi của quỹ, dẫn đến số tiền âm quỹ có năm lên đến trên 200 triệu đồng, làm mất khả năng cân đối, gây bức xúc trong vận động viên. Theo lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định, việc ban hành nghị quyết của đội bóng ném nữ là sai, dẫn đến thưởng phạt thu chi không đúng quy định, gây bức xúc dư luận. Ông Nguyễn Thái Hòa, phó trưởng phòng đào tạo, huấn luyện viên thể thao là đảng viên mà để vợ là bà Đỗ Thị Kim Yến làm thủ quỹ của đội từ tháng 5 năm 2023 đến nay là không đúng. Việc số tiền âm quỹ tính đến hết năm 2023 là quá lớn nên ông Hòa và ban huấn luyện phải kiểm điểm chịu trách nhiệm và hướng khắc phục. Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định quyết định không cử ông Hòa tham gia nhiệm vụ tại giải vô địch các câu lạc bộ bóng ném quốc gia năm 2024 để tiếp tục làm rõ trách nhiệm, đề xuất hướng xử lý khắc phục số tiền chi âm quỹ của đội bóng ném đến năm 2023 là hơn 89 triệu đồng. Ngoài ra theo sở này qua xác minh, việc ông Nguyễn Văn Hùng, huấn luyện viên đội bóng đá năng khiếu U13 đã tự ý thu tiền thuê sân tập và tiền quỹ của 21 vận động viên đội bóng đá năng khiếu U13 từ năm 2022 đến tháng 8 năm 2023 là có một phần chưa đúng. Qua đối chiếu tại trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao năm 2022, không được cấp kinh phí thuê sân tập từ ngân sách nhà nước cho các tuyến trẻ môn bóng đá, trong đó có U13. Đến tháng 5 năm 2023, trung tâm mới được cấp tiền thuê sân tập cho các đội bóng. Tuy nhiên qua kiểm tra, ông Hùng có giữ tiền thuê sân tập và quỹ chung của đội năng khiếu bóng đá U19 do các phụ huynh đóng góp chuyển thẳng vào tài khoản của ông Hùng, điều này là không đúng quy định. Ông Hùng còn thống kê việc thu chi chưa đầy đủ, không đúng số lượng vận động viên so với hàng tháng, không đảm bảo thu chi tiền quỹ do vận động viên đóng gây bất bình trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị, do đó trung tâm đã cho ông Hùng thôi huấn luyện đội bóng U13 để kiểm điểm đề xuất hướng xử lý. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin kênh tin tức chuyên biệt của chúng tôi ngày hôm nay. Mời quý vị lựa chọn những clip đang hiện trên màn hình để không bỏ lỡ những tin tức cập nhật về an ninh, an toàn, dân sinh, cảnh báo đời sống trong suốt 24 giờ. Đừng quên like, share, đăng ký kênh để Thu Trang luôn được gặp gỡ, phục vụ quý vị với những thông tin hữu ích nhất. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt quý vị.